Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Bão số 5 dù không mạnh nhưng vẫn gây thiệt hại cho Bình Định và Phú Yên. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,38% so với tháng trước. 7 nạn nhân mang án oan nhận được lời xin lỗi từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, bão số 5 sáng nay đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, rồi sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều nay, bão tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Mặc dù bão số 5 không mạnh, nhưng sau khi đi vào đất liền, các tỉnh Bình Định, Phú Yên vẫn gây ra những ảnh hưởng nhất định. Đồng thời, hoàn lưu sau bão cũng được dự báo là sẽ gây mưa lớn trên diện rộng từ tỉnh Thanh Hóa cho tới Khánh Hòa. Tính đến 10 giờ sáng nay, bão số 5 đã khiến 2 người bị thương tại tỉnh Quảng Ngãi. 7 tàu thuyền vận tải và 70 tàu cá neo đậu tại cảng Quy Nhơn bị trôi và đứt neo. Đến nay, 5 tàu vận tải đã được đảm bảo an toàn. Còn tại tỉnh Bình Định, bão số 5 đã làm 144 căn nhà, 2.000 mét kè biển bị sập, có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn 96 hộ dân, ước tính thiệt hại ban đầu gần 400 tỷ đồng. Ngoài ra, bão cũng đã làm sập và hư hỏng hơn 30 ngôi nhà tại tỉnh Phú Yên và gây ra các thiệt hại. Do tâm bão số 5 đi thẳng vào thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nên hàng trăm cây cổ thụ bị bật gốc, nhiều trụ điện bị gãy đổ. Ngành điện lực Bình Định hiện đang nỗ lực để khắc phục sự cố. Đến trưa nay đã đóng điện trở lại cho khách hàng được 30%, dự kiến đến tối 31 tháng 10 sẽ cấp được khoảng 80%. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 1, lực lượng cứu hộ sáng nay đã cứu được 9 ngư dân gặp nạn trên biển. Trước đó, tàu cá do ông Trần Văn Hải quê ở Nghệ An làm thuyền trưởng đã bị dở trục hộp số. Tàu trôi trên biển trong điều kiện sóng cấp 6, giật cấp 7. Dự kiến đến 6 giờ sáng mai, tàu cảnh sát biển 9004 sẽ đưa tàu bị nạn cùng các thuyền viên về bờ và bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Cơn bão số 5 vừa mới qua đi sáng nay thì một cơn bão mới lại sắp xuất hiện trên Biển Đông vào khoảng ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 sắp tới. Trong cuộc họp sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với bão số 5 nhằm chủ động hơn khi ứng phó với các cơn bão sắp tới. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hôm nay Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Việt Nam. Đáng chú ý, hai bên sẽ triển khai thí điểm hình thức vận chuyển hành khách bằng xe máy điện tại một số khu vực trung tâm thành phố trong quý 4 năm 2019, xem xét triển khai mở rộng vào cuối năm 2020. Mô hình xe điện cho thuê tự lái cũng được hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu. Đồng thời, Grab Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin cho sở nhằm phục vụ cho việc phân tích, mô phỏng và dự báo tình hình giao thông trên từng tuyến đường. Hai bên cũng đặt kế hoạch nghiên cứu phương án kết nối các dịch vụ vận chuyển hiện tại của Grab với hệ thống giao thông công cộng hiện có của thành phố, xe buýt công cộng, buýt đường sông. Việc này sẽ tạo thêm tiện ích cho hành khách trên lộ trình hàng ngày. Thưa quý vị, kể từ 15 giờ chiều nay, 31 tháng 10, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm nhẹ, cụ thể là xăng RON 95 giảm 350 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 218 đồng một lít, dầu diesel giảm 166 đồng một lít, dầu lửa giảm 121 đồng một lít và dầu mazut giảm 299 đồng một ký. Cũng liên quan đến giá xăng, đây là một trong các loại hàng hóa mà các lần điều chỉnh tăng trước đây đã khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,38% so với tháng trước. CPI bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2018. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, 7 trong số 11 nhóm hàng được thống kê có giá tiêu dùng tăng so với tháng trước. Trong đó, cao nhất là nhóm giao thông tăng 1,09%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,5%, nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 0,37%, giáo dục tăng 0,15%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,04%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%. Nhóm giao thông tăng giá do trong tháng giá xăng dầu tăng, giá cả thế giới tăng kéo theo nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt tiếp tục tăng, trong khi nhóm hàng ăn tăng giá chủ yếu do giá thịt heo tăng cao. Trong tháng 10, có 3 nhóm hàng giảm giá là may mặc, mũ, nón, giày dép, bưu chính viễn thông và văn hóa giải trí du lịch. Từ ngày mai 1 tháng 11, người tiêu dùng khi đến đổ xăng tại hệ thống hơn 600 cửa hàng xăng dầu của PV Oil và Comeco trên toàn quốc có thể thanh toán bằng ví điện tử Momo. Trong ngày đầu tiên áp dụng, khách hàng sử dụng tiện ích này sẽ nhận mức hoàn tiền đặc biệt 50%. Trải nghiệm thanh toán mới được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian và gia tăng giá trị sử dụng cho người tiêu dùng. Động thái này tiếp tục cho thấy xu hướng mở rộng độ phủ của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Thưa quý vị, vụ việc 39 người thiệt mạng trong xe container tại Anh đang gây lo lắng cho những gia đình có thân nhân lao động chui ở nước ngoài. Mong muốn kiếm được thật nhiều tiền, ước mơ được đổi đời đã khiến nhiều người đã bất chấp nguy hiểm. Họ đã bỏ mạng nơi xứ người khi tuổi đời còn rất trẻ. Ghi nhận tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có nhiều xuất khẩu lao động chui thời gian qua. Hộ gia đình ông bà VTL có hai con trai đi xuất khẩu lao động chui ở Anh và Đức. Trong đó, một người trong một lần chạy trốn cảnh sát Anh đã gặp tai nạn và qua đời. Hiện nay, gia đình còn có một người con trai Úc vẫn đang lao động tại Đức. Đã gặp một lần rồi, và trước cả thằng anh là bà hoàn toàn không cho đi nữa. Theo chính quyền xã Thiên Lộc, tính từ năm 2010 tới nay, ở địa phương có 5 công dân đi lao động tại châu Âu tử vong. Trong đó, một người tử vong ở Anh, 3 người ở Đức và một tại Ba Lan. Nguy hiểm là vậy, nhưng nhiều người vẫn nuôi ước mơ đổi đời nơi xứ người. Trong thời gian sắp tới, huyện Can Lộc sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm một số cái thị trường có cái điều kiện thu nhập ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, người lao động cũng nên tìm đến những con đường xuất ngoại hợp pháp nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho bản thân. Tiếp theo trong chương trình, ủ tỏi đen rồi đi du lịch, căn hộ phát hỏa giữa đêm làm náo loạn cả khu chung cư. Làm và lưu hành tiền giả, ba đối tượng bạo gan đã phải sa lưới công an An Giang. Trở lại chương trình, thưa quý vị, những vụ xe máy va chạm với hung thần container thường có hậu quả tồi tệ. Rạng sáng nay, một vụ tai nạn như vậy đã xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Nạn nhân chính là người đi xe máy. Rạng sáng nay, người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ dòng xoay Hàng Xanh về bến xe miền Đông. Khi đến giao lộ với đường Bạch Đằng, xe máy của người này va chạm với xe container đầu kéo mang bản số 51C66354 lưu thông cùng chiều, đang rẽ trái vào đường Bạch Đằng. Cú va chạm khiến người đàn ông bị té ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn. Ủ tỏi trong nồi cơm điện để làm tỏi đen rồi không giám sát, điều này tiềm ẩn nguy cơ gây cháy cao. Rạng sáng nay, một vụ hỏa hoạn vì nguyên nhân trên đã xảy ra tại một căn hộ ở chung cư Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận. Chủ nhà làm tỏi đen, khóa trái cửa rồi đi du lịch. Khoảng 2 giờ sáng, khói kèm chung báo động phát ra từ căn hộ số 4 tầng 10 thuộc lô C của chung cư khiến mọi người bừng tỉnh. Ngay lập tức, ban quản lý chung cư cắt điện và giúp cư dân di chuyển ra khỏi tầng 10. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Phú Nhuận đã có mặt phá cửa vào căn hộ khống chế ngọn lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lửa xuất phát từ một nồi làm tỏi đen để ở góc nhà. Toàn bộ căn hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hư hỏng nặng. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ. Làm và lưu hành tiền giả, ba đối tượng bạo gan đã phải sa lưới công an An Giang. Trần Minh Trí, Võ Minh Quang cùng sinh năm 1988 và Châu Anh Phụng sinh năm 1997 cùng trú tại huyện Tri Tôn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi phạm pháp. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính một tiệm sửa xe ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Công an phát hiện và thu giữ hơn 28 triệu đồng tiền giả với các mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc làm tiền giả. Tại cơ quan điều tra, Phụng, Trí và Minh khai nhận đã cùng nhau làm ra số tiền giả trên. Để tiêu thụ, các đối tượng dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ tại các tiệm tạp hóa để được trả lại số tiền dư là tiền thật. Các đối tượng khai là chỉ mới tiêu thụ 9 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Một khối lượng lớn ma túy đã bị thu giữ tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Cùng đó, công an tỉnh cũng đã bắt giữ người vận chuyển Sông A Chua sinh năm 1986 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sông A Chua bị bắt quả tang vận chuyển ma túy tối ngày 29 tháng 10 tại khu vực xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 3,5 kg thuốc phiện, 1 khẩu súng K-59 và một số tang vật khác. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới từ một người đàn ông không rõ danh tính mang về bán kiếm lời. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trở lại với cơn bão số 5 tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng thông tin này là lời cảnh báo với hành vi xem thường tính mạng của một số người. Bất chấp nguy hiểm, họ đổ ra bãi tắm ở Nha Trang chỉ để chụp hình các con sóng.
ghi nhận trên bãi tắm đường Trần Phú, trước các con sóng rất to liên tục ập vào bờ, nhiều du khách đã đổ ra bãi tắm để chụp sóng biển. Thậm chí, nhiều người muốn có được những tấm ảnh cảm giác mạnh đã ra đứng ngay sát mặt nước, cố chụp khoảnh khắc con sóng tiến vào bờ. Cảnh tượng này thường xuyên xảy ra trong các mùa mưa bão, dù trên các bãi tắm đã có biển cảnh báo nguy hiểm. Việc này khiến lực lượng cứu hộ trên bãi biển thấy bất an, họ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm kịp thời cứu nạn du khách nếu có sự cố. Hiện trạng nguy hiểm trên rất cần ngành chức năng kiên quyết ngăn cấm du khách xuống biển trong các ngày biển động. 40 năm bị mang tiếng là kẻ cướp, trong đó gần 4 năm phải ngồi tù vì bị buộc nhận tội. Sáng nay, 7 nạn nhân mới được giải oan. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi xin lỗi các ông bà Nguyễn Thành Nghị, sinh năm 1918, đã mất, Võ Thị Thương, 94 tuổi, Nguyễn Văn Chiến, 66 tuổi, Nguyễn Văn Dũng, 58 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Lan, 73 tuổi, Nguyễn Thị Lan, 66 tuổi và Hồ Long Chánh, 67 tuổi. Sau thời gian bị tù oan, họ được ra tù trong cảnh nhà tan cửa nát, bị người thân, làng xóm coi khinh. Nhiều người trong số họ phải bỏ quê đến xứ khác mưu sinh. Cách đây 40 năm, 7 người nói trên cùng ông Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Lớn, bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp vàng xảy ra tại huyện Trảng Bàng. Họ bị buộc phải nhận tội mà không có bất cứ bằng chứng gì. Sau khi được trả tự do, duy nhất chỉ ông Dũng Lớn có quyết định đình chỉ điều tra vụ án và được công khai xin lỗi. Cũng nhờ quyết định này, năm 2018, ông Nguyễn Văn Dũng kiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đòi bồi thường hơn 40 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh phán quyết bồi thường 615 triệu đồng. 7 người còn lại vẫn mang thân phận bị can suốt hàng chục năm qua. Đến ngày 4 tháng 4 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh mới trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án cho họ. Ngay sau khi nhận được quyết định, các nạn nhân đã nộp đơn yêu cầu khôi phục danh dự và bồi thường thiệt hại oan sai. Thưa quý vị, tông trực diện xe hơi, hai thanh niên đi xe gắn máy phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn hồi 12 giờ trưa nay tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước còn hé lộ nhiều tình tiết đặc biệt. Người dân phát hiện trong giỏ sách của hai thanh niên nhiều đoạn bẻ khóa xe, hai cây nhíp gấp bi, đặc biệt còn có hai bình xịt hơi cay, một súng thun cùng nhiều đạn sỏi, những dụng cụ các đối tượng trộm xe thường dùng để chống trả khi bị truy đuổi. Họ đã chạy xe máy với tốc độ rất cao, do vậy đã tông trực diện xe ô tô 4 chỗ lưu thông theo chiều ngược lại trên đường Nguyễn Huệ. Camera an ninh khu phố cũng đã ghi hình được hai thanh niên này lảng vảng tại nhiều khu vực trong thành phố vào trước đó. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở chứa nệm mút nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Không có thương vong xảy ra, nhưng rất nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đám cháy được phát hiện vào khoảng 10 giờ cùng ngày và ngay lập tức các công nhân làm việc trong căn nhà đã nhanh chóng di chuyển tài sản và xe máy ra bên ngoài. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, Tân Phú điều 25 xe cứu hỏa cùng 150 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngọn lửa bùng cháy mạnh, khói đen bao trùm khắp nơi. Lực lượng chức năng phải tận dụng mọi nguồn nước các ao hồ ruộng xung quanh khu vực để tiến hành dập lửa. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến đầu giờ chiều nay, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận bước đầu, toàn bộ hàng hóa tại tầng 2 và 3 của căn nhà đều bị thiêu rụi. Người dân cho biết, tòa nhà trên được một người thuê để hoạt động kinh doanh cũng như chứa nệm mút. Cơ sở này hoạt động đã được 3 đến 4 tháng nay, trong giờ làm thường có khoảng trên dưới 10 công nhân. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.